tối 10 tháng 10, trận vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội và thú vị sự đông đảo của khán giả cả nước. Ở phút 86, Quang Hải đã ghi bàn giúp Việt Nam dẫn đầu và đây là pha ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ nhì của bảng G, rất nhiều nghệ sĩ cắt trong làng mạc giải trí cũng đã bày tỏ cảm xúc lên mạng làng mạc hội. Đàm Vĩnh Hưng làm điều đặc biệt cho gia đình Quang Hải sau khi tuyển Việt Nam chiến thắng Malaysia. Đăng tải hình ảnh chụp thông thường với Quang Hải, Đàm Vĩnh Hưng viết, Hải ơi, ngày 25 tháng 10, anh mời đại gia đình gồm bố mẹ, nội ngoại của em đi nghe anh hát nha. Giỏi lắm. Tôi không chen ra sân Mỹ Đình thôi chứ tôi cũng fan cứng của các cậu. Không dứng lịch diễn, Dương Triệu Vũ rủ Duy Bảo Anh ngồi trước màn hình TV để cổ vũ cho tuyển Việt Nam và đã hò reo không ngớt khi tuyển đất nước đá tung lưới tuyển Malaysia. Còn ngay tại sân vận động Mỹ Đình, cặp đôi Đông Nhi ông Cao Thắng, ca sĩ Hoàng Bách, Quang Minh cũng có mặt tại khán đài để cùng hàng nghìn khán giả cổ vũ, ăn mừng chiến thắng đáng nhớ của tuyển Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh là fan cứng của Quang Hải. Quang Minh tiết lộ lần đầu tiên ra sân vận động xem bóng đá. Hoàng Bách chụp hình kỷ niệm cùng Quỳnh Anh người chơi gái cầu thủ Duy Mạnh. Đông Nhi ông Cao Thắng hòa vào dòng người đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Bảo Anh cùng Dương Triệu Vũ cũng dành thời gian để ủng hộ tuyển đất nước.